Tập 14. Bạch công tử. Bạch công tử đang làm gì vậy? Đúng vậy, phải rồi. Chúng ta đi thôi. Hà công tử. Bạch công tử. Cô làm gì ở đây vậy? Chờ ta sao? Không phải. Ta không chờ. Quynh đừng nói lung tung. Vậy Quynh chờ ai? Ta đang chờ ánh chiều ta. Chiều tà đẹp vô hạn, chỉ tiếc sắp hoàng hôn. Chiều tà phủ mặt nước, lan sắc khắp trời thu. Chiều tà... Được, Quynh cứ chờ ánh chiều tà đi. Ta đi đây. Hà công tử, gì vậy? Tại hạ muốn hỏi, mấy hôm nay công tử đã đi đâu? Sao lại cả đêm không về phòng? Ta dĩ nhiên là đi tuần tra Bắc phủ rồi. Quynh tưởng ta đùa sao? Quynh nên đưa cả ta đi cùng. Quynh nghĩ mà xem, một nam tử yếu đuối như Quynh lỡ gặp cướp ở bên ngoài, thấy sắc nổi ý đồ thì Quynh biết xử lý ra sao? Gà luộc, Quynh nói với dẫn gì vậy? Đàn ông đàn ăn người ta sợ cái gì? Quynh đừng có lảm nhảm. Lảm nhảm? Tại hạ ngày đêm lo lắng cho an nguy của Quynh. Quynh không lo lắng cho ta, cho Bạch phủ và tam thất của nương sao? Chuyện đó tại hạ còn có chuyện xin cáo từ. Vừa mới khỏi bệnh mà không chịu tĩnh dưỡng cho tốt. Sao Quynh cứ như đứa trẻ con vậy? Ta đã không còn là trẻ con nữa. Được thôi, vậy viên kẹo này ta cất đi. Nếu Quynh chê đắng thì đừng có tìm ta đòi đấy. Tuyết Vi, ta có chuyện muốn nói với muội. Được. Muội xem, mỗi năm từ ngày muội đi, ta đều khắc lên cây một nhát. Cũng đã 8 năm rồi. Ta biết Quynh vẫn luôn chờ ta, thậm chí còn lo ta không trở về. Nhưng mà bây giờ ta đang đứng sờ sờ trước mặt Quynh đây. Ta cam đoan mỗi phút mỗi giây sau này ta sẽ không rời xa Quynh. 8 năm rồi, chúng ta không quay trở lại được nữa. Quynh nói gì ngốc nghếch vậy? Giờ chúng ta đứng dưới cái cây này, mọi thứ lại giống hệt như trước. Ta quay về rồi, mọi thứ đều trở về chỗ cũ. Đúng vậy, ta cũng từng nghĩ là chỉ cần muội quay lại thì chúng ta sẽ lại như trước kia. Nhưng cuộc đời ta đã xảy ra một chuyện không ngờ tới, phá vỡ toàn bộ mộng tưởng của ta. Ta thực sự không thể trở về quá khứ. Chuyện không ngờ mà Quynh nói là Hạ Cẩm Tâm, có phải không? Ta xin lỗi. Quynh biết rõ ràng cô ta gả cho Quynh chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Cô ta chỉ vừa đúng lúc xuất hiện, lúc Quynh đang cần ta ở bên mà thôi. Giờ cô ta đi rồi, giữa chúng ta không có gì cản trở nữa. Đúng vậy, ta tưởng chỉ cần đuổi được sao chổi này đi, chúng ta có thể quay lại như xưa. Nhưng khi ta thực sự đuổi cô ấy đi, ta lại thấy đâu đâu cũng không ổn. Chỉ muốn giữ cô ấy lại bên mình mãi mãi. Tuyết Vi,
Ta không thể tiếp tục lừa gạt bản thân nữa. Chúng ta thực sự không thể như xưa. Không, không đâu. Huynh nhìn ta đi. Bây giờ huynh chỉ là đang mơ hồ mà thôi. Chúng ta vẫn có thể giống như trước đây, vẫn có thể tìm lại cảm giác năm xưa. Tất cả vẫn còn kịp. Ta đã yêu cô ấy mất rồi. Huynh yêu cô ta rồi. Nực cười. Triệu Thác, Huynh mở to mắt nhìn cho rõ đi. Hà Cẩm Tâm có chỗ nào sánh được với ta? Ta dựa vào đâu thu con nhỏ nhà quê quê mùa đó? Ta cho Huynh một cơ hội cuối cùng. Suốt cuộc Huynh cần ai? Đúng, muội nói đúng lắm. Con gái giống như cô ấy, trên phố dơ bùa cũng có một lạc, tính tình lại ngang ngạnh, mười con ngựa cũng không kéo lại nổi, không dịu dàng cũng không chu đáo, chẳng giống con gái một chút nào. Ta cũng nghi ngờ là ta bị điên mất rồi. Vậy thì đã sao chứ? Đó chính là cô ấy. Nếu như cô ấy không giống như vậy, ta có lẽ cũng chẳng thích cô ấy. Nhưng mà Huynh có biết, cô gái mà Huynh thích bây giờ đang sớm tối ở bên Bạch Nhất Phi. Bên cạnh còn có một Hà công tử. Huynh thử hỏi bản thân đi, cô ta có yêu Huynh không? Không sao cả. Ta sẽ cố gắng hơn nữa, cô ấy nhất định sẽ yêu ta. Cô ta còn chẳng bằng tính mạng của Huynh. Cô ta không về bên Huynh, vậy ta sẽ mặc dậy lên một chút. Dù thế nào đi nữa, có phải giác cũng phải giác bằng được cô ấy về. Triệu Thác, Huynh nghĩ kỹ chưa vậy? Triệu Thác, ta đã quyết cả đời sẽ không thay đổi. Hay cho một kẻ si tình, Huynh phụ bạc ta, Huynh lấy gì để trả? Ta biết, muội vì ta mà tới xích tan học y 8 năm. Ta không trả hết muội được. Vậy nên một nhát đao đổi một năm. Huynh nợ ta. Không, là các người nợ ta. Mãi mãi không trả được đâu. Chẳng phải cô đang sống tiêu dao vui vẻ ở Triệu phủ sao? Sao hôm nay lại nhớ ra tới hỏi thăm chuyện cái túi gấm chứ? Thời hạn 30 ngày đã tới, ta nhất định phải tới tìm cô theo ước hẹn. Chỉ có điều, cái túi gấm này là có ý gì? Vậy ta nói thật cho cô biết, lúc đó ta tưởng Triệu Thác mắc bệnh hoa liễu, chỉ sống được một tháng nữa thôi, cũng chẳng biết là thật hay giả, vậy nên mới để cô thay ta gả qua đó. Sau một tháng cô giả chết, trên thế gian này sẽ không còn Hạ Cẩm Tâm nữa. Nhưng điều mà ta không ngờ được, Triệu Thác không những không bị bệnh, mà còn là một mỹ nam cực hiếm trong thiên hạ. Ta vừa gặp đã phải lòng chàng. Vậy nên sao? Vậy nên theo kế hoạch ban đầu, cô uống thuốc vào rồi giả chết, sau đó ta sẽ nói là cô bắt cóc ta, uy hiếp cha mẹ ta, muốn thay ta gả vào Triệu phủ, rồi sau đó chuyện bị bại lộ, cô phải tự sát rồi. Như vậy thì ta có thể danh chính ngôn thuận dùng thân phận Hà Cẩm Tâm gả vào Triệu phủ, theo đuổi Lan Quân như ý của ta. Như vậy không phải là quá hoàn hảo rồi sao? Cô, ta thấy cô gả tới nhà họ cô lại tính kế ta. Không những vậy, cô còn phải chết ở Triệu phủ, phải để Triệu Thác tận mắt chứng kiến, rồi hết hy vọng với cô. Cô là cái đồ bịp bợm, ta không làm đấy. Không đồng ý sao? Cô chắc chắn không nghĩ lại sao? Phu nhân thiếu thành chủ. Cô đang nói gì vậy?
Cô đừng giả vờ. Hôm đó tôi nhìn thấy cả người cô mặc một bộ giá y vô cùng diễm lệ như vậy, lén la lén lút trong phủ nhà ta, trùng hợp là cùng một ngày phu nhân thiếu thành chủ mất tích. Bản thân cô cũng nói rồi, cô là người ở thôn Thập Phương, trên thế gian lại có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Ta thấy cô nương đây ăn mặc xinh đẹp như vậy, chắc là gả cho gia đình giàu có. Đúng là rất giàu có. Vậy tại sao cô phải đào hôn? Ta... Dù sao thì chuyện này cũng không thể nói hết bằng một hai câu. Ta nghe giọng cô cũng không phải giống người ở đây, là gả dòng xa sao? Ta từ thôn Thập Phương tới, được gả qua thủ phủ. Thủ phủ. Phu nhân thiếu thành chủ, ta giữ lại điểm yếu này của cô chính là vì ngày hôm nay. Lần đào hôn này là tội chết đấy. Chết thật hay chết giả, cô tự cân nhắc cho kỹ đi. Như vậy cũng tốt. Nếu già chết có thể khiến mọi thứ trở về điểm ban đầu. Ta bị làm sao thế này? Sao ta lại điên rồ đến như vậy? Không, ta không thể nào thích huynh ấy được. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Kẻ nào? Gà luộc. Huynh mở cửa ra. Chuyện gì vậy? Gà luộc, huynh mở cửa ra. Không, huynh đừng có khuấy động tâm hồn đang tĩnh lặng của ta. Hả? Huynh nói cái gì? Ta bảo Hà công tử có việc gì, chi bằng nói luôn đi. Ngày mai bên bờ sông, ta có bí mật muốn nói cho huynh biết. Bí mật. Lẽ nào huynh ấy cũng thích đàn ông? Trời đất ơi, nghiệt duyên. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu phu nhân về rồi. Thiếu gia. Chào thiếu gia. Cẩm Tâm, mấy ngày không gặp, bệnh của huynh khỏi rồi chứ? Khỏi rồi. Nhìn thấy muội là ta khỏe hẳn rồi. Sao muội lại quay về? Vì sao ta không thể quay lại? Đúng đúng. Vậy ngồi đi, ngồi đi. Muội ăn cơm chưa? Có khát không? Có đói không? Ta rót nước cho muội. Lần này ta quay về là muốn tạm biệt huynh. Ta phải rời khỏi Nam phủ rồi. Lần từ biệt này có lẽ cả đời sẽ không gặp nhau nữa. Ta không đồng ý. Nếu muội đã quay về thì đừng hòng đi. Tóm lại, ta sẽ mãi mãi rời khỏi nơi đây, rời khỏi Nam phủ. Cô chăm sóc cho bản thân mình, đừng chọc giận lão gia nữa. Còn cả Tuyết Vi, muội đừng nhắc người khác với ta. Nếu muội đã quay lại rồi, ta sẽ không để muội đi. Triệu Thác, ta không sai, ta cái gì cũng đúng hết. Về rồi đừng mong đi nữa. Ta mặc kệ, muội nghe ta nói, ta không nghe gì hết. Muội cứ ở đây không được sao? Ta sau này không bắt nạt muội nữa. Còn nữa, muội từng hứa làm vợ của ta, phải có nghĩa khí chứ.
có đúng không? Còn nữa, bây giờ ta mình mãi khó chịu mà cũng từng đồng ý với tiểu thần tiên rồi. Muội làm người nói năng không thể thất tính được. Ta biết rồi. Muội không đi nữa được chứ? Không đi nữa. Thật sao? Được rồi, ta sẽ ở đây, không đi đâu hết. Ta hơi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Được, nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi. Tam thức, Hà Cẩm Tâm, Cẩm Tâm còn ở đây không? Mặt trời chiếu đến mông rồi, mùi vẫn không tỉnh dậy. Hôm nay thời tiết đẹp lắm. Hay là chúng ta đi hẹn hò đi. Triệu Thác, khi Quyên Dịch thấy lá thư này, ta chắc đã mãi mãi rời khỏi nhân thế rồi. Ta từng nói làm vợ của người ta thì phải có nghĩa khí. Chỉ cần ta còn làm vợ Quynh một ngày thì ta nhất định sẽ cứu Quynh. Làm vợ của người ta quan trọng nhất là phải có nghĩa khí. Hãy tin ta. Nhưng mà lần này ta lại không thể giữ lời hứa. Xin lỗi Quynh. Thực ra ta đã lừa Quynh. Ta không phải Hà Cẩm Tâm. Ta đã lấy trộm thân phận của cô ấy để mới gả cho Quynh. Thần tiên tiểu ca ca, cuối cùng ta cũng tìm thấy Quynh. Nhưng mà chúng ta coi như quệ nhau. Bởi vì ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, Quynh đã dùng mọi cách bắt nạt ta. Quynh mắng ta là đồ xấu xí. Nhìn trông xấu như vậy, mặt béo tai to, bụng da lợn, lừa ta đi phóng quả. Còn luôn hung dữ với ta. Ta có thể để cô đi theo sau lưng ta. Ta bảo cô đi hướng đông, không được đi hướng tây. Là ta khoan dung độ lượng nên mới làm bạn với Quynh. Thực ra Quynh là một người tốt. Triệu Thác, xin Quynh đừng giả giờ làm ác bá nữa. Chưa ăn cơm cái đám rác rưởi này. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà. Giờ ta cuối cùng cũng phải đi rồi. Xin Quynh đừng trách ta. Nếu có thể làm lại một lần nữa, ta hy vọng có thể dùng thân phận Điền Tam Thất quen biết với Quynh. Điền Tam Thất tuyệt bút. Tỉnh lại đi Tam Thức. Tam Thức, tỉnh lại được không? Mùi tỉnh lại đi Tam Thức. Tam Thức, mùi nói phải rời khỏi nơi đây, không phải rời đi theo cách này chứ. Tam Thức à, Tam Thức, mùi giỏi lừa gạt ta lắm sao? Mùi lừa ta đi, lừa ta cả đời có được không? Ta xin mùi đừng rời xa ta. Đúng vậy,
Đúng mà, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ mặc giày đi theo muội, ta sẽ mặc giày theo đuổi muội cho đến khi muội là phu nhân của ta mới thôi. Tam Thất à, sau này ở bên ngoài ta đi theo sau muội có được không? Muội bảo ta đi về phía đông, ta sẽ không đi về phía tây. Muội muốn ta chỉ thế nào cũng được, chỉ cần bây giờ muội tỉnh lại, được không? Tam Thất à, có được không? Ta sai rồi, ta xin muội đấy. Muội tỉnh lại đi có được không? Ta xin muội đấy. Ta sai rồi, ta ra lệnh cho muội tỉnh lại. Tam Thất. Tốt quá rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tốt quá rồi. Sao huynh lại khóc vậy? Thêm một điều nữa, là phu quân của ta sau này chỉ cho phép huynh cười ngốc nghếch, không được khóc. Được, được, muội muốn ta thế nào ta cũng đồng ý, chỉ cần muội không rời xa ta. Tỉnh lại là tốt. Muội dọa chết ta rồi. Muội có thể buông lỏng một chút không? Để ta thở nữa. Được, được, được. Muội dám cười, muội dọa chết ta rồi, muội có biết không? Này, sao huynh lại lật mặt như vậy? Lời thề vừa rồi của huynh ta đều có thể đọc thuộc lòng luôn đấy. Ta bảo huynh đi về phía đông. Được rồi, được rồi, chỉ cần muội không rời xa ta, muội bảo ta hứa với muội cái gì cũng được. Lần sau đừng có dọa ta nữa. Sao huynh biết ta là Điện Tam Thất? Lần đó muội bị bọn cướp bắt cóc đưa đi, những lời muội nói với bọn cướp bắt cóc ta đều biết hết. Còn nữa, chuyện của muội và Hà Cẩm Tâm ta đã biết lâu rồi. Vậy sao huynh không vạch trần ta sớm hơn? Ta bị ngốc sao? Ta vạch trần muội là cho muội lý do rời xa ta còn gì. Ta không ngốc như vậy đâu. Vậy nên chuyện hôm nay là như thế nào vậy? Ta phải giả chết. Đây là thỏa thuận của ta và Hà Cẩm Tâm. Sau khi thời hạn một tháng đến, ta sẽ trao đổi thân phận với cô ta. Cô ta cũng xảo quyệt quá rồi. Vậy sao muội lại đồng ý với cô ta? Ta kể cho huynh nghe một câu chuyện về thần tiên tiểu ca ca nhé. Được. Cây hương đầy cháy chậm quá đi. Điện Tam Thức, cô đợi đó cho ta. Đợi đến khi hương cháy hết ta sẽ đi dọn xác của cô. Thật cảm động. Muội làm nhiều như vậy đều là vì tiểu ca ca năm đó sao? Muội lại dám nhắc nam nhân khác trước mặt của ta, lại còn không hề sợ hãi. Đúng là gan thật. Này, việc gì cũng phải coi trọng thứ tự trước sau, có được không? 10 tuổi ta và huynh ấy đã gặp nhau rồi. Ta mặc kệ. Ai bảo hắn chiếm hố xí mà không đi vệ sinh? Cho dù hai người có hôn ước từ trong bụng mẹ cũng không được. Này Triệu Tháp, huynh nói ai là hố xí chứ? Huynh nói là một lần nữa thử xem. Được, 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 được. Vậy ta hỏi muội một câu, nếu như hắn xuất hiện, muội sẽ làm như thế nào? Ta nói cho muội biết, muội chỉ có thể là người của ta. Điện Tam Thất, sao cô vẫn chưa chết? Ta nói cho cô biết, cô chết thì cô ấy cũng không chết đâu. Công tử, công tử à, huynh đừng để cô ta che mắt. Hôm nay ta sẽ nói với huynh một sự thật.
Ta mới là Hạ Cẩm Tâm. Cô ta là cái đồ giả mạo. Đi gặp quan với ta. Cô là Hạ Cẩm Tâm. Đúng vậy. Cô ấy là Điền Tam Thất. Đúng. Cô dám cho phu nhân của ta uống thuốc. Ta đã muốn đánh cô từ lâu rồi. Cô lại dám chạy tới Triệu phủ. Triệu Thác này không đánh nữ nhân. Cô mau cút đi. Công tử, huynh có biết thân phận của cô ta là gì không? Ta khuyên huynh đừng rước thêm phiền phức. Triệu Thác ta chính là phiền phức. Ta biết thân phận của cô ấy là gì. Cô ấy là phu nhân của ta. Ai dám khiến cô ấy không vui chính là muốn chết. Điền Tam Thất, cô đợi đó cho ta. Đi. Ai bảo ngươi không cần gác cẩn thận. Mụ không sao chứ? Không sao là tốt. Nào, chúng ta tiếp tục. Không đến cũng tốt. Bạch công tử, cô nương là sao vậy? Thay một bộ y phục thôi mà đã không nhận ra rồi hả? Hà công tử, quỳnh là nữ nhân sao? Trước đây quỳnh đã hỏi ta có phải nữ tử thành Đào Nguyên có thói quen nữ cải trang thành nam hay không mà. Bây giờ quỳnh thấy thế nào? Tốt quá rồi, là nữ tử thì tốt. Là nữ tử thì tốt. Sao Bạch công tử nhìn thấy ta là nữ tử lại có phản ứng này? Lẽ nào quỳnh thích ta giả làm nam nhân hơn sao? Dớ dẫn, ta là nam nhi đầu đội trời chưa đập đất, sao có thể đam mê đoạn tụ được? Thì ra quỳnh lo việc này sao? Được lắm Hà công tử, cô không chỉ lừa ta, cô còn chăm chọc ta. Đến đây quỳnh làm gì ta nào? Ông già, về rồi thì tốt, về rồi thì tốt. Về rồi là tốt, con cũng về rồi. Con có công đưa con bé về, chúng ta cũng về rồi. Hả? Cô là ai? Quên không nhận ra bổn tuần sử sao? Đúng vậy, cô ấy chính là Hà công tử. À không đúng, là Hà cô nương. Hà công tử là một nữ tử. Nữ tử mà đầu to như vậy là thông minh, quỳnh không hiểu sao? Bẩm báo thiếu chủ, bên ngoài phủ có một dân nữ nhất quyết đòi gặp ngài. Đó là có chuyện hết sức quan trọng, muốn bẩm báo với ngài. Ta đang bận, không có thời gian gặp. Nhưng cô ta nói có tin tức của phu nhân thiếu thành chủ. Ngươi đưa cô ta vào đi. Dân. Dân nữ Hà Cẩm Tâm bái kiến thiếu thành chủ. Đứng lên đi. Nghe nói cô có tin tức của phu nhân thiếu thành chủ. Đúng vậy, bây giờ cô ta là phu nhân thiếu thành chủ Nam Phủ. Cô ta không chỉ đào hôn còn tính kế cứu phu quân của ta. Mong thiếu thành chủ làm chủ cho ta. Đứng dậy rồi nói. Thiếu thành chủ, nếu ngài không làm chủ cho dân nữ, dân nữ sẽ không đứng lên.
Cô có chứng cứ gì chứng minh cô ta chính là phu nhân thiếu thành chủ? Cái này chính là danh phụ của phu nhân thiếu thành chủ. Xin mời thiếu chủ xem qua. Thiếu thành chủ, thiếu chủ, danh phụ này đúng là khớp với danh phụ của phu nhân thiếu thành chủ mà bên Nam phủ đưa lên. Cô nói chi tiết cho ta biết phu nhân thiếu thành chủ cướp phu quân của cô như thế nào. Dân, đây là cái gì? Đây là danh phụ của ta, muội cũng luôn muốn có nó mà. Bây giờ thân phận của muội cũng được khôi phục, cũng là phu nhân của Triệu Thác này. Tên đã cho muội rồi. Quả nhiên là ta nhầm. Danh phụ này không phải của Tiểu Ca Ca. Cô nói phu nhân thiếu thành chủ cũng là Điền Tam Thất, sinh ra ở thôn Thập Phương. Dân, tại sao ta không biết chuyện này? Khởi bẩm thiếu chủ, ngày trước giờ không nhận tình với chuyện hôn sự. Phu nhân thiếu thành chủ là thành chủ đại nhân chọn cho ngài, còn có cả xính lễ, nhưng ngài chưa từng hỏi đến, cũng có nghĩa là... Vậy tức là nói ngươi cũng biết chuyện này. Dân, phải rồi, khi cô ta đào hôn có phải đã để lại một bức thư cho ta không? Đúng vậy, mau đưa nó cho ta. Thiếu thành chủ tôn kính, ta chưa gặp mặt ngài mà đã đào hôn. Thực sự xin lỗi. Vào năm 10 tuổi, ở quê hương của ta, cũng tức là thôn Thập Phương, dưới gốc cây hoa què già ở ven sông, ta đã trao đổi danh phụ với người khác. Ta đã có hôn ước, cho nên ta không thể gả cho ngài được. Mong ngài có thể chọn được phu nhân khác. Điền Tam Thất, cây què già, thì ra là muội. Chuẩn bị xe ngựa, ta đích thân đến Nam phủ. Dân, nha đầu, nha đầu, con đừng theo nữa. Trân Châu nói với ta Hà Cẩm Tâm đã đến thủ phủ. Để làm gì thì không biết. Chắc hẳn là đến gặp thiếu thành chủ, nói tin tức con đang ở Nam phủ cho ngài ấy. Vậy hay là con tìm nơi nào trốn đi? Con không thể trốn cả đời, con phải nghĩ cách giải quyết. Con có cách gì sao? Không có. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Nhưng cho dù thế nào, cô cũng không thể làm liên lụy Triệu Thác. Thiếu gia Hà cô nương. Chào thiếu gia. Có chuyện gì? Hà cô nương, cô có thư. Lui xuống đi. Có chuyện gì mà cô vui như vậy? Ca ca ta nói mấy hôm nữa huynh ấy sẽ từ thủ phủ tới thăm ta. Ca ca của cô ở thủ phủ à? Huynh ấy làm gì? Ca ca ta,
là một vị quan lớn. Bạch Nhất Phi, đợi ca ca của ta đến rồi, ta bảo huynh ấy đồng ý cho ta gả cho huynh nhé. Vẻ mặt này của huynh là sao? Huynh không đồng ý sao? Một nữ tử như ta nói là sẽ gả cho huynh rồi, huynh không nói gì là sao chứ? Huynh không nói thì ta đi đây. Ta đồng ý. Chỉ cần là muội, cho dù là kiếp này hay là kiếp sau, ta cũng bằng lòng. Đáng ghét. Ta phải nói tin tức này cho Tam Thất. Tạm biệt. Trăm tính ngàn tính, không ngờ ta lại yêu Triệu Thác. Nếu sau này Liễu ca ca lại thực sự xuất hiện, ta phải làm sao đây? Bây giờ còn có Thiếu Thành chủ, ta phải đi gặp Nhược Giao nói rõ mới được. Ta đang định tìm cô đây. Ta có lời muốn nói với cô. Sao vậy? Thì ra là còn có chuyện này. Cho nên cô dì ước hẹn với Tiểu ca ca nên mới đào hôn sự với Thiếu Thành chủ. Sau đó lại cho một vài sự nhầm lẫn mà gặp Triệu Thác kia, còn cả Bạch Nhất Phi. Đúng vậy. Nhưng cũng may bây giờ đã loại trừ được Bạch công tử rồi. Ta chắc chắn huynh ấy không phải Tiểu ca ca của ta, nhưng ta vẫn thấy rất đau đầu. Nếu sau này Tiểu ca ca thực sự xuất hiện, ta phải làm sao đây? Chuyện này có gì cô phải lo lắng chứ? Đầu tiên, cô có chắc chắn là Tiểu ca ca của cô vẫn chưa chết không? Bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng xuất hiện. Nói không chừng hắn đã kết hôn sinh con ở thành Đào Nguyên rồi. Dù sao thì bao nhiêu năm rồi không gặp, tuy cô vẫn luôn nhớ mong người ta, nhưng người ta chưa chắc đã giống cô. Hơn nữa chuyện này đã trôi qua 8 năm rồi, không chừng hắn cũng đã quên chuyện này đi. Cô nói vậy hình như cũng có lý. Đúng vậy. Cho nên nếu như cô thực sự đã yêu Triệu Thác, nếu như cô thực sự đã yêu huynh ấy, thì nhất định không được bỏ lỡ đâu. Điên Tam Thất. Này, ta nói thật đấy, cứ mãi do dự là dễ bỏ lỡ hạnh phúc của mình nhất. Còn về ca ca của ta, yên tâm đi, ta sẽ cố gắng nói đỡ cho cô. Thật không? Nhưng dù sao ngày ấy cũng là Thiếu Thành chủ. Không sao. Tuy huynh ấy là Thiếu Thành chủ, nhưng trước giờ luôn là người thấu tình đạt lý. Hơn nữa, chẳng phải vẫn còn một muội muội là ta ở đây hay sao? Huynh ấy luôn chiều ta, chắc chắn sẽ đồng ý. Hy vọng là như vậy. Phải rồi, cô có chuyện gì muốn nói với ta? Thật ra cũng có liên quan tới chuyện cô vừa nói. Chính là ca ca ta huynh ấy sắp đến Nam Phủ rồi. Xem ra Triệu Thác và Bạch Nhất Phi không phải mục tiêu của chúng ta. Mấy người các người tiếp tục theo dõi Điền Tam Thất, một khi mục tiêu mới xuất hiện lập tức ra tay. Dân, vậy Triệu Thác và Bạch Nhất Phi xử lý thế nào? Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Dân, đại nghiệp sắp thành công, tuyệt đối không được xảy ra sai sót gì. Chủ nhân đã dặn dò, những người liên quan tới việc năm đó lập tức diệt khẩu. Dân.